Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Thưa đại chúng, chúng ta đang ở cái phần tổng quan, tức là cái nhìn bao quát về vi diệu pháp. Thì buổi trước chúng ta đã đi sang cái phần thứ tư, chúng ta biết được vi diệu pháp rất là thiết thực cho chúng ta, bởi vì nó giúp cho chúng ta hiểu được mình, hiểu được người, và giúp chúng ta có những cái chìa khóa đi vào thực tại. Như lần trước chúng ta đã biết đó là chìa khóa đi vào thực tại đó không cái gì khác, nó chính là duyên khởi và vô ngã đó. Cái phần thứ tư của chúng ta đó, tức là chúng ta thứ năm ạ, là đưa chúng ta vào thực tại, rồi thực tại tức là quán về, như lần trước chúng ta thấy là nó là quán về duyên khởi. Trong 12 cái vòng mắt xích của duyên khởi, chúng ta thấy là nó chia ra làm quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì vi diệu pháp chúng ta nhắm đến cái hiện tại, từ thức cho đến sinh lão tử. Sinh lão tử thuộc quá khứ, vô minh hành là thuộc về quá khứ. Thì chúng ta không phải là chúng ta bỏ, nhưng mà tức là cái duyên khởi nó nhắm đến là cái thức và cái danh sắc, cho đến cái hữu của chúng ta, tức là trong cái cuộc sống tồn tại của ngay cái cuộc đời này. Và cái bài trước nữa thì chúng ta đã thấy là chúng ta hiểu về tâm tâm sở sắc pháp, đó chính là cái ngũ uẩn của chúng ta. Thì chúng ta thấy là nó thiết thực là cái chỗ mà cái nhắm vào duyên khởi và vô ngã. Và nhắm vào duyên khởi thì giống như ngài Xá Lợi Phất đã, chúng ta thấy là hiểu được duyên khởi thì có được cái tuệ giải thoát, và hiểu được vô ngã thì có được cái tâm giải thoát. Nếu mà ai mà kết hợp lại thì câu phần giải thoát. Thế nên là như lần trước con nói, tức là mỗi chúng ta mạnh về một mặt thôi, chúng ta mà có trí tuệ, có sự nghiên cứu học hỏi mà chúng ta chuyên về cái đó, thì chúng ta đi vào cái con đường duyên khởi để chúng ta thâm nhập vào kinh tạng. Còn nếu không thì chúng ta chuyên tu vào định, nên là tu tâm mình, thì cũng đưa đến một cái giải thoát. Thì tất nhiên ở đây không phải là chúng ta chỉ có tu một cái mảng này mà được giải thoát, tất nhiên là trong cái này nó cũng phải có cái này, từ từ chúng ta sẽ nhắc tới. Nhưng mà tức là muốn nói rằng là cái này chúng ta quán chiếu thiệt là mạnh thì nó sẽ đưa đến cái tâm giải thoát, cái này quán chiếu thiệt là mạnh thì nó sẽ đưa đến cái tuệ giải thoát. Và rất ít hữu tình có thể làm được cái điều thứ ba này, tức là có thể mà hòa hợp được cả hai cái thành câu phần giải thoát. Nên cho nên chúng ta thấy là vi diệu pháp rất nhiều vậy thôi, nhưng mà nó nhắm vào cái thực tại, tức là chúng ta cứ quán duyên khởi, cứ quán ngũ uẩn, cứ quán hai cái, quán tới quán lui, cứ quán chiếu cái vấn đề của chúng ta. Đây là chúng ta tất nhiên là ở cái mức độ mà của vi diệu pháp là chúng ta đã có những cái kiến thức cơ bản nhất định rồi, thì chúng ta mới có thể vào quán chiếu được. Chứ còn không, chúng ta mới mà bước vào trở thành người Phật tử mà cứ kêu chúng ta quán chiếu những người khác quán chiếu thì thấy ngũ uẩn, thấy duyên khởi, thì thấy được tâm giải thoát, thấy được tuệ giải thoát. Chúng ta quán chiếu hoài chúng ta không được cái gì hết.
Dạ. Sao? Dạ. Chúng ta thấy là thấy người ta quán chiếu, người ta đắc được cái này, đắc được cái kia, mình quán chiếu hoài mà không đắc được cái gì hết. Thì chúng ta quay lại chúng ta quán cái gì? Dạ. Quán gà. Quán gà cũng được. Quán gà là chúng ta chóng mặt á. Quán gà nhìn một hồi thấy dương khởi dương mới lại ngũ quẩn, chúng ta chóng mặt qua thành quán gà hoa mắt luôn, không nhìn gì nữa. Là mà quán gà không được thì chúng ta quán cái gì nữa? Này, quán chiếu không được thì chúng ta quán cái mền. Quán cái mền là chúng ta đắc được ngũ thiền nhanh lắm. Nói vậy thì chúng ta thấy là tất cả mọi thứ chúng ta nằm ở đây thôi. Quán tới quán lui, chúng ta từ từ chúng ta sẽ đến một ngày nào đó nó sẽ vỡ ra, giống như là lần trước có kể cái câu chuyện của bà ni sư đó, bà tu hành lâu ngày, bà tu xong mệt quá thì bà cũng hơi có phần hơi thối chí một chút đấy, nên bà bảo thôi hôm nay nghỉ giải lao, không tu nữa, leo núi đi hai kinh á. Khi mà hai kinh xong bà trượt chân, bà té, bắt đầu mà bà mới ngộ ra cái gì đó. Khi mà té cái bà hốt nhiên bà bừng tỉnh, tức là bà ấy bừng tỉnh cái gì bà cũng không có gọi điện về nên không biết. Nhưng mà đại khái là có hốt nhiên bừng tỉnh cái gì đó, về chúng ta xem có cái gì chúng ta hốt được thì chúng ta hốt. Thì khi trên thực tế không phải là bà ấy té mà bà ấy bừng tỉnh, mà do cái sự quán chiếu lâu ngày đó nó thấm vào rồi, đến lúc mà gặp một cái nhân duyên nào đó ấy, thì nó mới đưa cho bà đến cái sự giác ngộ. Thì chúng ta thấy là video pháp nó chỉ có nhắm vào hai cái này thôi, và nhắm vào hai cái này nó đưa đến hai cái này là hai cái mà tất cả các thánh đệ tử từ xưa đến giờ đều làm hai cái việc này thôi. Và khi còn cái vấn đề thứ ba này là cái vấn đề mà chúng ta chưa làm được đâu, cho nên từ từ nó nghĩ tới thì nó hơi sớm quá. Chúng ta cứ nhắm hai cái này trước đã. Một là chúng ta thấy là cái khả năng của chúng ta là cái nhà nghiên cứu học hỏi mà mổ xẻ được ấy, thì chúng ta nhắm vào tuệ giải thoát, tức là học hành nghiên cứu để xong rồi chúng ta quán chiếu. Còn không thì chúng ta nương vào cái tâm của mình, quán chiếu đại nội tâm của mình. Tất nhiên nó cũng phải có học, chứ không phải tự nhiên mà không học mà chúng ta có thể giải thoát được. Thì đó là cái video pháp nó nhắm chúng ta đến cái thực tại, hướng chúng ta tuệ quán được sinh ra hiện tại, như trong cái bài kệ pháp cú đó. Chúng ta đi sang cái mục thứ 6, cái mục cuối cùng là trong cái phần tổng quan, trong cái nhìn tổng quan về video pháp đó. Là video pháp có do Đức Phật dạy không? Cái câu hỏi này cũng rất giống như một số các cái câu hỏi về kinh điển Đại Thừa. Chúng ta biết là nhiều nhà học giả nói rằng là một số những cái kinh điển Đại Thừa mà như hiện nay chúng ta vẫn hành trì, như kinh Pháp Hoa, Di Đà hay cái gì đó, rất nhiều Địa Tạng hay gì đó, nói rằng là những cái kinh điển Đại Thừa ấy Đức Phật không có dạy. Thì chúng ta thấy là ở đây cũng tương tự vậy thôi. Video pháp hoặc là một số các cái kinh điển Nikaya hay kinh điển Nguyên Thủy cũng có những câu hỏi tương tự rằng là có do Đức Phật dạy hay không. Và sở dĩ họ đưa ra cái câu hỏi này đó là do thấy là Đức Phật rất là simple, Ngài rất là đơn giản. Ngài dạy, chúng ta thấy trong kinh tạng hoặc là trong cái cuộc đời mà thuyết pháp của Ngài đó, Ngài dạy rất đơn giản đấy. Ví dụ mà gặp, chẳng hạn như chúng ta gặp trong kinh ví dụ tấm vải đó, nên là Ngài đưa ra cái ví dụ rất là đơn giản. Cái tấm vải mà nó sạch thì nhuộm được màu tốt đẹp, tấm vải mà nhơ thì nhuộm màu nó không tốt đẹp. Thì tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu mà tâm chúng ta nó nhiều các cái hữu lậu, nhiều cái câu uế thì nó cái cõi không tốt lành nó chờ đợi. Và ngược lại thì Ngài dạy những cái mà rất đơn giản. Còn ở đây chúng ta thấy là vi diệu pháp thì thấy nó sùm và nó rất là triết lý, rồi 121 tâm, rồi tùm lum các thứ, nó phân chia ra chia trẻ, triết học biện bác rất là ghê gớm. Thì họ mới hỏi rằng là vậy thì cái vi diệu pháp này có phải là do Đức Phật dạy hay không? Thì theo chúng ta biết cái vi diệu pháp này là có phải do Đức Phật dạy không? Có.
Dạ thì có tức là Đức Phật dạy ở đâu? Trên thực tế ở đây là Đức Phật không có. Dạ đúng là Đức Phật, nghe nói là Đức Phật dạy ở một cái cung trời nào đó, thì chúng ta thấy là rõ ràng là nếu mà Đức Phật mà thuyết ở trên cung trời chúng ta đâu có được nghe, không có trực tiếp nghe. Một số những cái tiết học của Ngài Long Thọ, Ngài Thế Thân cũng nói là lên trên trời Ngài Di Lặc thuyết pháp, rồi các ngài ra nghe thì nó cũng giống y chang vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy là cái vấn đề của chúng ta nêu ra cái câu hỏi này đó không phải là để chúng ta đi mổ xẻ xem là có phải là Đức Phật dạy hay không dạy, mà đây chúng ta không có đi sâu vào những cái tri thức đó, mà để biết rằng là những cái mà chúng ta đang học thì nó cũng có một cái sự hữu hiệu của nó. Thì ở đây như sư cô nói là Đức Phật là có lên trên cung trời thuyết pháp, nói về video pháp đúng không? Lên cung trời nào hay? Ok, à đây trang số 5. Cung trời Đao Lợi hả? Ok, chúng ta mở ra xem trang số 5. À, ngay đầu tiên đấy, theo một vài học giả, vi diệu pháp không phải do Đức Phật truyền dạy, mà về sau do các sư Uyên Bác soạn thảo và trau chuốt. Từ từ chúng ta đọc vào 7 cái bộ vi diệu pháp, chúng ta sẽ thấy là cái ngôn ngữ nó rất là hiện đại, không giống như là kinh Trung Bộ hay kinh Trường Bộ mà chúng ta học, ngôn ngữ nó lặp đi lặp lại, cho nên là họ khởi lên các cái câu hỏi không biết có phải là thực tế là do Đức Phật dạy hay không, mà do sau này trau chuốt lại. Thì tuy nhiên, theo truyền thống, chính Đức Phật giảng dạy phần nòng cốt của vi diệu pháp, các nhà chú giải ghi nhận rằng để tỏ lòng tri ân từ mẫu, lúc bấy giờ đã qua đời và tái sinh vào một cảnh trời, Đức Phật thuyết giảng liên tiếp suốt 3 tháng cho vị trời mà trước kia là mẹ Ngài cùng với chư thiên khác. Đức Thế Tôn dạy Ngài Sariputta những chánh yếu của giáo lý cao siêu cấp tiến như thiện pháp, bất thiện pháp, bất định pháp, rồi Ngài Sariputta giảng rộng ra, gom lại thành 6 bộ của tạng luận, ngoại trừ bộ Kathavatthu thuyết sư những điểm tranh luận. Người cuối cùng cũng không biết là Ngài dạy ở đâu, không tin nói. Vậy là ở Đao Lợi hay là đâu? Đao Lợi. Vậy nhưng mà hình như là mẹ của Đức Phật sinh ra là cung trời nào? Đầu Xuất. Từ thiên trên cao xuống dễ hơn. Nếu mà cái mục đích mà giảng cho bà mẹ ấy thì sao không lên trực tiếp đây mà lên Đao Lợi? Thì cái vấn đề đấy là cái vấn đề chúng ta không, thì nói chung cũng đúng, tức là cái mục đích Đức Phật là tức là Ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp ấy, thì chư thiên trên Đao Lợi mới mời bà Thánh Mẫu xuống tới đây để cùng nghe pháp với Đức Phật, và để tri ân Đức Phật, để tri ân Thánh Mẫu, thì Đức Phật mới tìm một cái pháp gì đó nó phải tương xứng để mà giảng cho bà Thánh Mẫu. Thì Ngài thấy rằng là như vậy là chỉ có vi diệu pháp là cái môn mà có thể tương xứng với lại cái ân đức của Thánh Mẫu, cho nên là mới giảng cung trời Đao Lợi. Cung trời Đao Lợi là cung trời 33 đó, mà ở đây tức là 33 gì ạ? 33 vị lợi. Tức là trên cung trời này có 33 chư thiên hay là sao? Chúng ta biết, có còn nhớ tại sao mà gọi là 33 không? Nhân viên nói. Nhớ nhưng 33 vị này cái cõi là kêu là tam thập tam thiên. Dạ. Nhưng mà 33 là 31 cõi. Sao sao là 31? Cõi trời 33 tức là có 33 vị chuyên ông lập phước là cầu đường để sau khi mà mất thì mà tái sanh lên 33 người. Dạ. Làm viên chủ. Dạ. Cái cõi này. Dạ. Dạ, đúng rồi, thì nó có cái lý do của nó. Sở dĩ nó gọi là 33 là cái cõi trời của ông Đế Thích mà Tôn Ngộ Không đại náo đó. 33 nó chính là trên chóp đỉnh núi Tu Di này. Sở dĩ nó gọi là 33 bởi vì nó có bốn phương của nó, thế là giống như cũng có 33 vị làm phước, mỗi vị
làm chủ một cõi, thì Đông Tây Nam Bắc mỗi cái cõi này là có 8 cõi trời, ở giữa nữa là thành 33, 8432 thành 33, cho nên mới gọi là cung trời 33. Còn cái sĩ số mà sinh lên bao nhiêu thì không có quan không không phải quan trọng lắm. Yeah. Chúng tiên thì rất là nhiều. Dạ. Yeah. Thì bạn nói là mẹ của Phật ở trời Đâu Xuất. Dạ sao ạ? Mẹ của Phật ở cung trời Đâu Xuất. Mẹ của Đức Phật là sinh lên cung trời Đâu Xuất. Dạ. Nhưng mà khi mà giảng ấy thì Đức Phật lên cung trời Đâu Lợi. Lên cung trời Đâu Lợi giảng như sư cô nói thì cũng đúng, tức là ở đây thì chúng chư thiên ấy có thể mà tập trung được nhiều hơn thì có lợi ích ít nhiều hơn. Và khi mà lên đến cung trời Đau Lợi thì vua Đế Thích mới mời bà Thiên Thánh Mẫu xuống đây để mà nghe. Thì đó là cái lý do, cái địa điểm mà giảng ấy thì là ở Đau Lợi. Nhiều khi chúng ta có thể hơi lẫn lộn một chút, bởi vì cái mục đích mà giảng ấy thì là giảng cho bà mẹ ở cung trời Đâu Xuất, nhưng mà cái địa điểm ấy thì đây là ở cung trời Đau Lợi. Chúng riêng ở Đau Lợi không có thể lên Đâu Xuất để nghe được. Dạ đúng rồi. Dạ. Chúng ta biết là chúng ta mà ở trên đi xuống, ở trên đi xuống thì dễ, nhưng mà ở dưới mà đi lên thì hơi khó. Dạ. Dạ. Để từ từ chúng ta sang một cái bài khác, chúng ta sẽ tìm đường đi lên đi xuống sau. có khả năng đi lên đi xuống được. Chúng ta biết là ngày xưa tổ phụ của chúng ta là cũng đi xuống dạo chơi cõi này thôi để cũng có thể đi về được, chúng ta sẽ tìm đường chúng ta đi về. Không đi về được, có cái là chúng ta có muốn về hay không thôi. Dạ. Đi về tức là đi lên. Nếu mà với chúng ta bây giờ là chúng ta đang ở cõi dục giới mà chúng ta đi về cõi Quan Âm Thiên là chúng ta đi về được. Tổ phụ chúng ta là Quan Âm Thiên mà, để từ từ các bài sau chúng ta sẽ nói. Yeah. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng đây Đức Phật không có trực tiếp nói ở nhân gian này, mà Đức Phật đi lên cung trời thuyết pháp. Thì cũng giống như một số kinh điển đại thừa, chúng ta thấy là họ sẽ khởi lên cái nghi vấn là không biết có phải là do trực tiếp Đức Phật giảng hay không, và hay là do sau này chúng ta biên bác soạn thảo lại thôi. Thì như đã nói, chúng ta không có sống thời Đức Phật nên chúng ta không có đầy đủ những cái căn cứ, nhưng mà chúng ta có thể giống như là cái bài kinh Trường Bộ hoặc một số bài kinh khác ấy, chúng ta thấy là cái vấn đề chúng ta không có chú trọng vào là có đúng là do Phật nói hay không phải là do Phật nói, mà chúng ta chú trọng vào cái giáo pháp này xem là nó có lợi ích và chúng ta có thể dựa trên những cái căn cứ. Thứ nhất là chúng ta thấy, nếu mà chúng ta thấy là nó có lợi ích thì chúng ta có thể theo. Và chúng ta thấy là Đức Phật cũng đã có từng nói, bởi vì những cái kinh điển của Đức Phật ngay bây giờ, kể cả kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ hay là bất kỳ cái kinh điển nguyên thủy nào cũng vậy thôi, chúng ta cũng không có hoàn toàn có một cái căn cứ nào để nói rằng là cái đấy là do Đức Phật nói cả. Bởi vì trùng duyên lại là cũng cách Đức Phật tức là biên tập thành viết thành kinh Tam Tạng đó cũng sau Đức Phật tới mấy trăm năm, mà tồn tại đến bây giờ cũng đều là bộ phái hết, cho nên không biết rằng là có đúng hay không. Kể cả cái kinh như chúng ta thấy là nổi bật nhất là cái kinh Khởi Thế Nhân Bổn này, nói về tổ phụ của chúng ta đấy. Đức Phật có bao giờ nói về nguồn gốc con người như thế nào đâu, mà sao trong bài kinh này nói thì cũng có thể là thấy là rất rõ ràng. Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ chúng ta không, mục đích chúng ta không phải tìm hiểu vào những cái đó, mà chúng ta sẽ có những cái căn cứ để chúng ta biết được rằng là những cái pháp đó chúng ta nên học hay không nên học, nên hành trì hay không nên hành trì. Yeah. Thì cái căn cứ của nó là thế nào? Tất nhiên là như vừa nãy chúng ta phân tích là chúng ta thấy là có lợi ích rồi đấy, vì nó nhắm đến duyên khởi và vô ngã và đưa chúng ta đến tâm giải thoát, giải thoát đấy. Nhưng mà chúng ta có thứ nhất, ít nhất là có hai cái căn cứ để chúng ta dựa vào để chúng ta thấy rằng là cái này là có phải do Phật thuyết hay không phải do Phật thuyết. Trong kinh điển thấy rất là nhiều những nguyên tử. Dạ sao? Trong kinh điển mình đọc thấy rất là nhiều những nguyên tử. Đã, cái danh từ thì những người sau có thể dùng cũng được không sao, nhưng mà mình phải dựa trên cái căn cứ mà Đức Phật đã từng nói. Chúng ta có lục chủng thành tựu đó. Cái thứ nhất là lục chủng thành tựu là cái gì ạ? Sáu chủng.
Là những cái gì? Học thời thì chúng ta sống sự cái đó là chúng ta sang một cái phương diện khác rồi. Chúng ta đang ở trong kinh điển nguyên thủy. Ví dụ như là như vậy tôi nghe một thời Đức Phật ở tại đâu nói không? Mà trong đây không có, trong đây đâu có mà như vậy tôi nghe đâu. Mà chúng ta không hề có cái đó. Mà cái căn cứ là lục trùng, nó cũng có lục trùng thành tựu nhưng mà nó khác. Chúng ta thấy là cái thứ nhất là nó cũng đúng như vậy thôi nhưng mà nó đi vào nội dung hơn. Lục trùng thành tựu thứ nhất tức là cái đặc tính của pháp, tức là chúng ta muốn biết cái này có phải là pháp Đức Phật dạy hay không thì chúng ta phải căn cứ vào cái tính chất của cái pháp. Mà tính chất của pháp thì chúng ta thấy là nó có 6. Cho nên chúng ta mới gọi là lục trùng thành tựu. Chúng ta còn nhớ cái này không? Được Thế Tôn khéo thuyết giảng là cái tính chất thứ nhất. Như chúng ta thấy là khéo thuyết giảng, như từ từ chúng ta sẽ đi vào vi diệu pháp, chúng ta thấy là những cái pháp ngũ uẩn vô ngã tái sinh hay là phân tách về tâm lý chúng ta, đó là những cái pháp mà nó rất là rõ ràng cụ thể. Và cái con đường để chúng ta thực tập về giới như thế nào, thực tập về định như thế nào và thực tập về tuệ như thế nào, cái con đường nó rất là rõ ràng, rất là chi tiết tỉ mỉ. Cho nên là nó có thể nói là khi mà học vào lần lượt chúng ta học vào vi diệu pháp, chúng ta thấy là nó là một cái thiện thuyết của Đức Phật. Cho nên là nó đầy, nó đáp ứng cái tính chất thứ nhất, tức là được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Và cái thứ hai là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại là giống như vừa nãy chúng ta, các buổi trước chúng ta đã phân tích đấy, tức là quán ngũ uẩn, quán duyên khởi, là nó đưa chúng ta vào thực tại và nó đưa ra chúng ta là cái kết quả là tâm giải thoát và tệ giải thoát. Thì cái đặc tính thứ hai, vi diệu pháp từ từ chúng học, chúng ta sẽ thấy là nó cũng đáp ứng được cái đặc tính thứ hai, đó là thiết thực hiện tại. Và thứ ba là vượt thời gian. Vượt thời gian chúng ta thấy là từ thời Đức Phật thuyết vi diệu pháp cho đến bây giờ nó không có bị gọi là lạc hậu. Một số những cái nhà tâm lý học hiện đại như lần trước chúng ta học, chúng ta đã thấy rồi, họ cũng phải thán phục trước cái tâm lý học Phật giáo. Đó, tâm lý học Phật giáo là một cái phần nhỏ trong vi diệu pháp thôi, mà thế gian nó phải chạy theo không kịp rồi. Thứ ba là chúng ta thấy là bây giờ sao? Bây giờ tới thứ tư. Đến để thấy. Sở dĩ muốn nói cái đặc tính này để chúng ta thấy là chúng ta khi mà muốn biết một cái pháp nào là của Đức Phật nói, chúng ta ngoài những cái kia ra chúng ta phải dựa trên cái này. Bởi vì cái này ấy, thầy có thể nói được. Thầy có thể nói là vào một cái thời đó Đức Phật ở tại thành Kosala cùng với 1250 vị tỳ kheo, xong rồi Đức Phật nói cái pháp đó dục là pháp không có chứng đạo. Thế xong chúng ta thấy là chúng ta sẽ hiểu sai Đức Phật thôi. Bây giờ thầy nói là dục không chứng đạo, tức là nó cũng có lục trùng thành tựu. 100 năm nữa chúng ta thấy là cái pháp mà nó không có đúng. Đức Phật nói là dục là chứng đạo, mà bây giờ thầy nói là dục là chứng đạo, nhưng mà thầy cũng thêm 6 cái điều đấy vào đằng trước này, thì chúng ta thấy là sau 100 năm nữa, 200 năm nữa nó không có căn cứ, thì nó cũng trở thành pháp thôi. Mà cho thêm chúng ta thấy là chúng ta phải dựa vào cái tính chất của nó. Tính chất của nó mà chúng ta đã học, chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là Đức Phật nói là dục là chứng đạo. Thì dù mà chúng ta có thêm cái cỡ nào đi nữa, cái pháp mà chúng ta thấy nó không trúng là chúng ta thấy là không phải Đức Phật nói rồi. Đến để thấy tức là sao? Tức là chúng ta thấy rất rõ ràng để chúng ta thấy là giữa mình, như vừa nãy chúng ta mới phân tích tức thì đó, tức là chúng ta thấy được duyên khởi và vô ngã, tức là chúng ta thấy được mình và thấy được người. Thấy được ngũ uẩn tức là chúng ta thấy rõ mình. Thấy được duyên khởi tức là chúng ta thấy được người. Và hai cái đó,
nó tạo thành khi mà thấy được mình, thấy được người như đã nói đấy, trăm trận trăm thắng đó. Và trăm trận trăm thắng đó muốn nói đến là chúng ta hướng đến một cái niết bàn tối hậu, thì chúng ta thấy là đến để thấy, tức là chúng ta thấy được mình, thấy được người và thấy được cái pháp giải thoát đó. Và 1, 2, 3, 4, 5 có khả năng hướng thượng. Khi mà vào từ từ vào học video pháp, chúng ta sẽ thấy là cái con đường thực tập về thiền quán, thiền định, rồi cách quán như nào nó rất là rõ ràng, và nó thực sự là nó đưa lại cho chúng ta, đưa chúng ta đi lên chứ không có thể đi xuống được. Thì đó là cái đặc tính thứ 5 là có khả năng hướng thượng, và thứ 6 là được người trí chứng ngộ. Ngày ai hành thiền ở Malaysia, cái gì ạ? Myanmar, có ai thường sang đấy tu thiền đến đấy không? Khi mỗi một lần mà học một thời gian xong rồi lên trình những cái sở đắc của mình đã đắc được những cái gì rồi? Không có gì để trình, tức là cao đấy. tức là những cái đó là mình đã trải nghiệm hết rồi, nó không có cái gì để mà đặc biệt nữa. Giống như là chưa đắc được các cái tầng thiền nào ấy, thì là cái tâm sở tầm là cái tâm đặc biệt, mới khi mà đắc được nhị thiền thì tâm sở tầm hết đặc biệt rồi, không còn cái gì trình, tức là trình độ của mình là ngang bằng với các giáo sư rồi. Cho nên chúng ta thấy là nói như vậy để chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta học vi diệu pháp mà thực tập ấy, là chúng ta nếu mà đều đặn ấy thì nó sẽ có những cái biến chuyển từng giây từng phút. Thì đó, thì tức là nó cho cái tác dụng, tức là chúng ta thực tập là chúng ta sẽ thấy có cái kết quả đúng như trong đó. Thì đó là 6 mà được người trí chứng ngộ đây, thì tất nhiên chúng ta thấy là như chúng ta đã phân tích, đây là tâm giải thoát. Và tất nhiên là nếu mà cao nữa thì câu phần. Thì đó là cái mà chúng ta có thể căn cứ để mà chúng ta xác định xem vi diệu pháp có phải do Đức Phật nói hay không. Thì từ từ khi mà chúng ta học hết mấy trăm trang này thì chúng ta sẽ quay trở lại cái vấn đề này, xem là có đúng Đức Phật dạy không. Còn bây giờ thì cái việc đó chúng ta tạm gác lại, bởi vì nó không phải là cái mục đích chính của chúng ta, mà cái mục đích chính của chúng ta học là xem là có cái lợi ích gì từ vi diệu pháp, và nó có thể giúp cho chúng ta chuyển đổi và hướng thượng như thế nào. Thì đó là cái căn cứ thứ nhất của chúng ta, đó là dựa trên lục chủng thành tựu. Cái thứ hai, đây là nói riêng cho vi diệu pháp, còn nếu mà chúng ta muốn nói chung thì bất kỳ một cái pháp nào Đức Phật nói chúng ta cũng đều dựa trên cái này. Và cái thứ hai nữa là tứ đại giáo pháp. Cái này nếu mà học kinh Trường Bộ thì chúng ta sẽ gặp, những vị nào học kinh Trường Bộ thì chúng ta sẽ thấy bốn cái pháp này, tứ đại giáo pháp, hay là nó gần giống như đại thừa, chúng ta có gọi là y pháp bất y nhân, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa rồi đấy, vân vân. Nhưng mà ở đây thì nói khác một chút, tức là bốn đại giáo pháp này, thứ nhất là được nghe từ Đức Phật, ví dụ như là có một người nào đó ra gặp chúng ta nói rằng là tôi vừa mới ở trong cái tinh xá đó, được nghe Đức Phật nói cái điều này, được nghe Đức Phật nói cái điều kia, nhưng mà trên bản thân chúng ta là chúng ta không có trực tiếp nghe, mà chúng ta chỉ nghe từ cái người đó thôi, thì Đức Phật nói rằng là đừng có vội tin ngay cái điều đó, mà mặc dù người đó nói rằng là từ trong cái tinh xá Đức Phật đi ra đó mà họ nói cái điều đó, nhưng mà Đức Phật nói rằng là chúng ta cũng phải suy xét lại xem nó có đúng với cái câu di chúc của Đức Phật sau cùng đó, tức là sau khi mà Đức Phật mất là chúng ta nương vào
pháp và luật. Pháp và luật chính là bậc đạo sư, và đó là chính là cái lý do mà tại sao chúng ta cần phải học. Chúng ta học thì chúng ta mới có những cái mà kiến thức nhất định để chúng ta đối chiếu. Nên là nghe từ Đức Phật là chúng ta thấy là vừa bước ra khỏi cái tinh xá cho Đức Phật đấy là rõ ràng có rồi, từ Đức Phật chứ đâu có thể nói sai được nữa, nhưng mà cũng chưa chắc. Cho nên Đức Phật nói đừng có vội tin liền, mà phải đối chiếu cái lời của họ nói với mình đó, xem là nó có đúng là pháp, đúng là luật hay không. Bởi vì chúng ta thấy là Ngài Sati, Ngài nói là dục là pháp không có chứng đạo. Chúng ta thấy là ông cũng nghe từ Đức Phật thôi, chứ đâu có phải là không nghe đâu. Từ từ chúng ta sẽ phân tích nó có cái nguyên do, nó có những cái lý do mà Ngài nói cái điều đó. Nó không phải không có lý do mà nó hợp lý luôn á. Chứ không phải không hợp lý, chứ không có thể nào mà một vị tỳ kheo mà ngay thời Đức Phật mà có thể có những cái tuyên bố mà hoàn toàn ngược với Đức Phật được. Nó có cái nguyên do của nó, từ từ chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ nói. Nếu không thì thôi, nói luôn cũng được. Bây giờ quý vị biết tại sao mà ông ấy nói rằng là Đức Phật nói là dục là chứng đạo, mà tỳ kheo Sati tuyên bố rằng là dục không phải chứng đạo. Đức Phật nói rất rõ ràng, chúng ta thấy là trong tất cả kinh điển thì Đức Phật đều nói là dục là pháp chứng đạo, mà trong khi đó mà tỳ kheo Sati bước ra ngoài, ông tuyên bố rằng là như tôi hiểu lời Đức Phật dạy, dục không phải là pháp chứng đạo. Chúng ta biết tại sao không? Ông không có vướng mắc, ông đi xuất gia rồi. Xuất gia là một cái vị tỳ kheo cũng tinh tấn lắm đấy, chứ không phải không tinh tấn. Giống như ăn ngán này đúng không? Không phải, mặc dù ông ấy không còn dục nữa, nói như sư cô cũng có cái lý, nhưng mà nó không hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy tức là tuyên bố ngược lại với điều Đức Phật nói, tức là dục là những cái mà nó sẽ trói buộc chúng ta vào dục giới. Hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới. Nếu mà dù có chứng đạo hay không còn chứng đạo, cái đó là cái tính sau đi. Nhưng mà tức là nếu như mà muốn giải thoát đó, thì chúng ta phải không còn cái dục đó, thì chúng ta mới thoát ra được khỏi tam giới. Mà trong khi đó là chúng ta còn đang ở trong tam giới mà tuyên bố như vậy, tức là hoàn toàn trái ngược với lại lời Đức Phật dạy hoàn toàn luôn đó. Nó có cái lý do mà ông ấy nói cái điều đó. Như ta được nghe lời Đức Phật dạy, dục không phải là pháp chứng đạo. Thế là ông ấy nói rằng là chính bản thân ông ấy nghe Đức Phật dạy rằng là dục không phải là pháp chứng đạo, mà trong khi đó là khắp mọi nơi trong kinh điển Đức Phật đều nói là dục là pháp chứng đạo. Không, tức là ông ấy nghe từ Đức Phật nói. Có thể ông hiểu là tại dục ở đây là cái lòng này. Dục tức là ngũ dục lạc đó. Đấy là sống trong dục lạc đó. Mà Tỳ kheo Sati không phải là người mà biếng nhác, ông là cái người rất là tinh tấn. Cho nên là Đức Phật không có ban đầu chúng ta thấy là Đức Phật không có la ông ạ. Sau khi mà tuyên bố đó và nó làm cho một số tỳ kheo vì sống nó khác đi, thì Đức Phật mới gọi vào la để chấn chỉnh lại thôi, chứ còn không phải là mục đích là la ông ấy. Nè. Điều đó nghĩa là nếu mình sống trong dục mà tức là mình không bị ô nhiễm á, thì mình sẽ cứu được vấn đề. Mình sống trong dục mình không ô nhiễm thì đúng, nhưng mà mình đừng có tuyên bố ra những người khác sẽ sở dĩ ông ấy tuyên bố điều đó cho nên những người khác mới bị tức là ông ấy tuyên bố cái điều đó không phải là không có căn cứ, mà có căn cứ ông mới nói cái điều đó. Đó là Đức Phật đấy dạy ấy là dục là pháp chứng đạo, chúng ta phải ly dục, ly bất thiện pháp như vẫn nói đấy, thì chúng ta mới có thể vượt ra khỏi tam giới và xa hơn nữa là đắc đạo quả niết bàn. Nhưng mà trong khi mà hành trì và nghe những lời Đức Phật dạy ấy, thì ông lại tuyên bố ngược lại, ông nói rằng là như ta hiểu lời Đức Phật dạy ấy, thì dục không có hề chướng ngại đạo, tức là vẫn có thể sống thọ hưởng dục lạc bình thường mà vẫn đắc đạo quả. Ông ấy có căn cứ mới nói cái điều đó chứ không phải tự nhiên. Chúng ta thấy là ngay bản thân chúng ta là cái người mà còn phàm phu mới học đạo, chúng ta cũng biết là Đức Phật nói cái điều đó mà là chúng ta đâu có dám mà tuyên bố cái điều đó mà. Ông muốn nói là vì ông vượt qua rồi. Chưa, kể cả vượt qua được nữa cũng không có thể tuyên bố cái điều đó với lại cái thế gian này được.
Mà không có thể nói rằng là Đức Phật nói cái điều đó được. Đức Phật đâu có nói. Sao? Không nghĩ là do ngài cũng nói gì để coi đại chúng có dính mắc gì không đó. Cái đấy thử thách cũng ghê gớm. Không, tức là ông có cái căn cứ thế này, tức là khi mà Đức Phật tuyên bố những cái điều là dục là pháp chứng đạo, nhưng mà trên thực tế ông thấy rất nhiều người tức là vẫn còn sống trong dục lạc mà vẫn đắc được quả tu đầu hàng, vẫn đắc được quả tư đà hàm, vẫn đắc được quả an hàm. Điển hình, chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc. Vẫn sống ở trong gia đình mà ông ấy đắc được quả tu đầu hàng. Ông thấy là nhan nhản, rất nhiều người Đức Phật tuyên bố rằng là đắc sơ quả, đắc nhị quả, đắc tam quả mà vẫn sống trong đời sống gia đình. Thế nên ông nói như vậy thì dục đâu có chướng ngại, họ vẫn có những cái quan hệ vợ chồng mà đâu có sao đâu, vẫn đắc đạo. Cho nên là dựa trên cái căn cứ đó mà ông ấy tuyên bố rằng là dục không có chứng đạo. Nhưng mà cái đó là ông mới nhìn thấy là có một vế thôi. Còn cái vế sau không có nhìn thấy. Chúng ta thấy là không có một cái người nào sống trong dục lạc mà đắc được vào A-la-hán. Cho nên những cái sơ quả, nhị quả, tam quả nó giống như trong kinh Pháp Hoa mình gọi là hóa thành thôi. Tức là chúng ta trong 10 cái kết sử đó chúng ta thấy là 10 cái kết sử là thân kiến nghi giới cấm thủ, thì bậc tu đạo hàm mới trừ được có 3 cái thôi, còn tham và sân vẫn còn. Tham tức là dục, cho nên là vẫn còn. Đương nhiên là chưa trừ được tham thì vẫn đắc được sơ quả, đâu có sao đâu. Cho nên là nhưng mà chưa có thể đắc được những cái quả cao hơn, ông chỉ nhìn đến cái mức độ đó thôi, ông chưa có nhìn xa hơn được. Để mà đắc được quả A La Hán đó thì cái vị đó hoàn toàn đoạn trừ thân kiến nghi giới cấm thủ, tham sân, rồi dục ái, sắc ái, vô sắc ái phải trừ hết. Bậc thánh thứ hai là mới làm mồi lực tham và sân thôi, tức là vẫn còn tham. Thánh thứ hai là tu đã tư đà hàm, vẫn còn tham và sân. Bậc thánh thứ ba mới có mới hoàn toàn đoạn trừ được thân kiến nghi giới cấm thủ, tham và sân, nhưng mà vẫn còn cái ái. Chúng ta thấy là đến cái quả thứ tư mới hoàn toàn đoạn trừ. Thế là ông ấy thấy rằng là một số người mới đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả thì nó thuộc vào hàng thánh quả rồi. Ông nghĩ rằng là như vậy thì sống đời sống gia đình vẫn có thể đắc được quả, cho nên ông mới tuyên bố cái điều đó. Nên là có cái căn cứ, ông thấy rất là nhiều chứ không phải ít, cho nên ông mới tuyên bố cái điều đó. Dạ. Tuyên bố là những vị mà đã đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả rồi, nhưng mà họ chưa có các A-la-hán. Tứ quả là A-la-hán rồi, ba quả đầu thôi. Ba quả đầu là, tức là họ vẫn còn tham, sân. Nếu như họ chúng ta cái quả đó thì họ chỉ là sống vui vẻ thôi chứ không có pháp luật tham sân hay sao. Tức là tùy theo cái mức độ thánh. Thánh thứ hai tức là mới làm nhẹ được tham sân, tức là vẫn còn tham sân, tức là nó đang trong cái hướng đi của chúng ta là đến quả A-la-hán. Bây giờ A-la-hán hướng. Dạ. Tức là đang trên con đường đi, nó chia ra là 4 giải thoát. Chúng ta thấy là đến cái mức độ này là giải thoát thứ nhất, đến cái mức độ này là giải thoát thứ hai, đến cái mức độ này là giải thoát thứ ba. Đây nó đã là giải thoát rồi, tức là nó đã là niết bàn rồi. Trên thực tế đây là nó được gọi là niết bàn rồi, và cái này là niết bàn sau cùng, tức là không còn việc gì phải làm nữa. Niết bàn này là niết bàn còn việc phải làm. Chúng ta có thể nói giống như này thì là niết bàn hữu dư y đấy. Trong một cái bài khác thì từ chúng ta sẽ nói nó là niết bàn hữu dư y. Thế nên chúng ta thấy là tứ quả sa môn, tức là 4 cái quả giải thoát, mà trong khi đó là ông thấy rằng là rất nhiều vị là ở trong thụ hưởng dục lạc, vẫn còn dục lạc mà vẫn đắc được quả thánh. Cho nên là ông nói rằng là như vậy, rồi Đức Phật nói là dục không chứng đạo, nhưng mà theo như ông thấy Đức Phật nói như vậy thôi, lý thuyết là như vậy, nhưng mà trên thực tế ông thấy rằng là đây này bằng chứng này, những cái người này là vẫn còn tham, vẫn còn ái mà họ vẫn đắc quả thì đâu có sao đâu. Cho nên ông mới tuyên bố cái điều đó. Nghe được chưa? Dạ. Yeah. Chứ không phải là ông tuyên bố vô căn cứ. Làm sao ạ? Nè, đúng rồi. Cho nên chúng ta thấy là ông Cấp Cô Độc, ông ấy có kể cái câu chuyện đầu tiên đó,
khi mà ông ấy xúc phạm Đức Phật là ông la sùm sùm lên đó. Chúng ta thấy là giống như mình đây mấy thầy tu mà như các hòa thượng ấy, thấy là các ngài rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, đâu có thấy các ngài sân đâu, nhưng mà các ngài chưa đắc quả thánh, trong khi đó là ông cấp cô độc là ông đắc được quả sơ quả rồi, nhưng mà ông la cái bà tiên nó sùm sùm lên. Chúng ta thấy là cho nên nhiều khi mà gặp mấy thầy mà có la, các vị cũng đừng nói là tu mà còn la còn giận. Lâu lâu ra các thầy giận một chút. Trong quán chưa đắc quả thánh mà bắt cái thầy cứ vậy lúc nào cũng lim dim này, thấy tội mấy thầy quá. Mình tới đâu rồi ta? Tứ đại giáo pháp, tức là thứ nhất là chúng ta nghe từ Đức Phật. Nè, đúng rồi, chúng ta khi mà cái điều đó thì chúng ta phải đối chiếu. Bởi vì pháp là luật, là đạo sư, thì chúng ta cứ bất kỳ gì vậy thôi, nói là nghe mới từ Đức Phật bước ra mà nói thì chúng ta thấy là có căn cứ rồi, nhưng mà cũng chưa chắc, bởi vì như Sati đó cũng tuyên bố cái điều đó, chúng ta vẫn phải xem xét lại. Và cái thứ hai là nghe từ Chư Tăng, tức là từ cái mức độ giảm dần từ trên xuống đó. Nói ra, họ nói rằng là họ mới gặp Chư Tăng và Chư Tăng nói cái điều A này, thì chúng ta cũng đừng có vội tin ngay, mà chúng ta cũng tiếp tục phải đối chiếu. Sở dĩ như vậy cho nên là bắt buộc chúng ta phải có pháp học, chứ không có thể mà chúng ta chuyên tu như Châu Lại Bàn Đạc được, cứ ngồi nói một chữ vậy không được. Ban đầu thì chúng ta nương cái pháp đấy để chúng ta từ từ để có bình ổn cái tâm hồn, mà sau đó thì chúng ta phải thâm nhập vào kinh tạng thì nó mới có những cái mở mang ra được. Cái thứ ba là nghe từ một nhóm tăng. Chư tăng với nhóm tăng khác nhau ở chỗ nào? Một cái nhiều, một cái nhiều. Dạ. Cái này là nhóm, chư tăng là một nhóm, cái này cũng là nhóm. Chư là đúng là như chư tăng, tức là nói hết tất cả chư tăng chung. Còn một nhóm tăng, ví dụ như là một số chư tăng tập trung lại tại Bồ Đề Phật Quốc thì chẳng hạn, ví dụ một nhóm các thầy giáo thọ thì được gọi là một nhóm chư tăng thôi. Còn chư tăng ở đây tức là nói chung cho tất cả. Và thứ tư nữa là từ một vị thượng tọa. Thượng tọa ở đây ý muốn nói rằng như chúng ta gọi là một cái bậc mà lỗi lạc tam tạng pháp sư, hoặc là một cái vị đạo cao đức trọng hòa thượng gì đó. Gần đây bên Nam Truyền nó vẫn dùng cái tự thượng tọa hay đại đức, tức là lớn lắm. Thì tất cả những cái này chúng ta đều phải đối chiếu với pháp. Cho nên là quay trở lại là muốn mà biết được là cái pháp đấy mà có phải do Đức Phật dạy hay không, thì chúng ta lại quay trở lại đối chiếu với pháp và với luật. Và cái thái độ của chúng ta mà Đức Phật dạy là khi mà nghe những cái điều này, chúng ta không có tán thán hay chúng ta không có chê bai, mà chúng ta quay lại quán chiếu ở mình, hay chúng ta thấy là cuối cùng cũng lại quán mềm. Thì đó là bốn cái y cứ thứ hai để chúng ta có thể biết được rằng là đó là pháp hay là luật của Đức Phật dạy hay không. Thì thứ nhất là chúng ta dựa trên 6 cái thành tựu đó, và thứ hai là nếu mà chung chung thì chúng ta đối chiếu với lại pháp mà đối chiếu với lại luật. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta học đến một cái mức độ nhất định đó, thì chúng ta tự nhiên có một cái phán đoán của mình, như chúng ta có cái tâm, có một cái tâm gọi là tâm phân đoán đó. Trong 17 cái sát na tâm, chúng ta có một cái tâm gọi là tâm phân đoán, tức là chúng ta sẽ phán đoán xem cái sự việc đó là đúng sai như thế nào, để chúng ta dựa vào mà chúng ta kết luận xem có đúng hay không. Thì vi diệu pháp này cũng giống như vậy, chúng ta thử học xong rồi chúng ta đối chiếu với kinh luật, hay là chúng ta dựa trên cái lục chủng thành tựu ấy xem là nó có đúng theo 6 cái điều đó không. Nếu mà đúng 6 cái điều đó thì chúng ta có thể yên tâm rằng nó là do Đức Phật dạy.
Và có một cái câu chuyện thúng thóc này để kể để chúng ta thấy là chúng ta yên tâm hơn một chút, mà chúng ta đừng lo là có phải do Đức Phật dạy hay không, hay là do ai dạy. Chúng ta có nghe cái câu chuyện thúng thóc này chưa? Là có một vị tỳ kheo tên là Uttara. Còn nếu mà chúng ta mà không được Uttara thì chúng ta là Setara. Vị tỳ kheo này tu hành cũng rất là nỗ lực tinh tấn, mà ngài thuyết pháp mà rất là hay, chư thiên thích nghe, chư thiên thường hay xuống nghe lắm. Ở trong đó có một ông thiên chủ tên là Sakka. Chúng ta biết ông này là ông nào? Thiên chủ Sakka này là cái mà chúng ta mới nghe đó. Thiên chủ Sakka là chủ của cõi trời 33. Khi mà thấy ông Uttara này, ông thuyết pháp rất là hay như vậy, thì ông ấy xuống, ông cũng có nghe nhiều lần, ông thấy rất là hứng thú. Ông ấy xuống, ông thử, ông hỏi là: thưa tôn giả, ngài thuyết pháp rất là hay như vậy, thì cho hỏi rằng là cái pháp đó là ngài nói hay Đức Phật nói? Thì theo chúng ta là Uttara nói hay Đức Phật nói? Ai nói? Một người có nghe nói là Đức Phật nói. Nói lại lời Đức Phật. Còn ai có ý kiến nào nữa không? Cái này là không có ý kiến. Chúng ta thấy là Đức Phật nói cũng sai, bởi vì rõ ràng là cái ngài Uttara nói mà, chứ đâu phải Đức Phật nói. Nói lại lời Đức Phật. Thế thế là ông thiên chủ nói là: thưa tôn giả, ngài thuyết pháp rất là hay, con hỏi ngài rằng là ngài những cái lời pháp đó là ngài nói hay Đức Phật nói? Thì rõ ràng là ngài là cái người thuyết pháp thì không thể nói là Đức Phật nói được. Nói lại lời Đức Phật. Sai luôn. Nếu vậy chúng ta thấy là con vẹt nó cũng làm được. Con vẹt nó nói còn y chang hơn chúng ta. Hôm nay ngày của ta ra đó. Hai cái đều sai. Giờ nói sao? Diễn giải lời của Phật cũng được. Diễn giải. Diễn giải thì nó cũng gần như là copy rồi đấy. Thì đây này, thì ngài đưa ra cái ví dụ này thì chúng ta nương theo cái ví dụ này, sau này chúng ta có đi thuyết pháp chúng ta cũng có cái cớ chúng ta nói. Nhiều khi họ bạn về họ nói là ông nói thì cách Phật biết bao nhiêu năm rồi, không biết là có phải nói lời Phật hay không nói lời Phật. Thì sao? Mình ấy, cái tính mình thế gian này nó hay thọc mạch. Mình nói cái này nhưng mà người ta lại thọc cái khác. Nhiều khi mình nói pháp mà mình nhìn cái này bảo ông thầy ông liếc mắt nhìn cái gì. cái đó là cái tính, cái bản chất của thế gian. Thì khi mà được đưa ra cái câu hỏi đấy thì ngài Uttara ngài mới nói rằng là: thôi bây giờ để mà diễn giải ra như này thì khó lắm, bây giờ tôi cho ngài cái ví dụ để ngài thấy xem là tôi nói hay là Đức Phật nói. Thì ông mới đưa ra cái ví dụ rằng là bây giờ có một cái thúng thóc, bây giờ nói đống thóc đi thì cái thúng thóc nó nhỏ lắm, đống thóc nó to, đống thóc nó bao trùm hết ra ngoài đây. Thì ông nói là bây giờ có một cái đống thóc rất là lớn như này, thì bây giờ quan phát triển cho dân làng á, thì bây giờ mỗi người tới là mang một rổ một rá thóc về, thì bây giờ cho hỏi rằng là cái rổ thóc đấy là nó là của cái thúng thóc này hay là nó không phải của cái thúng thóc này? Thấy rồi đúng không? Thì chúng ta thấy là khi mà hỏi như vậy, ông thiên chủ Sakka nói rằng là cái
cái mà cái rổ, cái rá thóc đó nó từ cái đống thóc này mà nó ra, nhưng mà nó không phải là cái đống thóc nữa. Cho nên là nó không phải cái này, nó cũng không phải là cái này. Thì những cái lời Ngài thuyết pháp cũng giống như vậy, tức là lời của Ngài ấy, tức là Ngài đã học từ Đức Phật, Ngài đã thực tập và Ngài đã tiêu hóa, nó trở thành cái của Ngài rồi. Thì Ngài nói là những cái lời đó là lời của Ngài nói, nhưng mà nó được xuất phát, nó có cái nguồn gốc từ Đức Phật, tức là nó hợp với lại pháp và hợp với được với lại luật. Cho nên là chúng ta thấy là cái đó là cái căn cứ khi mà sau này chúng ta thấy khi mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta thấy là có thể là đây là những cái lời mà sở dĩ mà nó nói là thúng thóc đây không phải thúng thóc đó, là bởi vì chúng ta thấy là như này. Bởi vì người ta nói rằng là Đức Phật là cái người mà lên cung trời 33 nói về vi diệu pháp, xong là sau đó Ngài trở về nhân gian. Ngài trở về nhân gian ấy thì Ngài nói cho Ngài Xá Lợi Phất, và sau đó Ngài Xá Lợi Phất mới nói lại, nói và giảng rộng ra. Không, nhưng mà ở đây thì nó không còn, tức là ở đây muốn nói rằng là từ từ chúng ta nói giảng rộng ra, cái này nó thành cái đống thóc rồi, đúng rồi. Để từ từ lát nữa chúng ta sẽ nói. Thì cái giáo pháp ở đây, vi diệu pháp ở đây, cái khúc đầu tiên chúng ta muốn nói rằng là cái vi diệu pháp đó thực tế là Đức Phật dạy ở trên cung trời, chứ Ngài không có trực tiếp dạy ở đây, nhưng mà Ngài đã nói cho Ngài Xá Lợi Phất, sau đó Ngài Xá Lợi Phất thì giảng rộng ra. Thế là khi mà Đức Phật nói suốt 3 tháng ở trên cung trời đó thì Ngài giảng nó rất là rộng, nhưng mà xuống nhân gian Ngài nói lại thì Ngài không có nói rộng nữa, mà Ngài chỉ nói cái gì, tôi vừa mới lên trên cung trời 33 tôi nói về tâm sở sắc pháp niết bàn, đại khái như vậy. Tức là Ngài nói chỉ vắn tắt như vậy thôi, xong đó là Ngài lại sẽ đây phát triển khai ra. Cái này có thắc mắc gì không? Bởi vì chúng ta thấy là nó cũng giống như chúng ta thấy là chúng ta cũng dễ hình dung thôi. Đức Phật thì tức là Ngài biết là Ngài Xá Lợi Phất là cái Ngài mà có trí tuệ rất là lớn, cho nên là Ngài không cần thiết phải giảng chi tiết đó, mà chỉ cần nói là tâm sở sắc pháp, mà những cái này là Ngài Xá Lợi Phất đã nằm lòng rồi. Cho nên khi mà nói xong ấy là Ngài cứ thế Ngài diễn ra tâm là cái gì, nó như thế nào Ngài trình bày ra thôi. Tâm sở là cái gì thì Ngài trình bày ra thôi. Thì cũng giống như là chúng ta đi học toán á, chúng ta đi học toán thì chúng ta thấy là học mà bản kiểu chương, ví dụ mà chúng ta học đây là ông thầy giáo, rồi đây là cái anh học lớp 12, rồi đây là cái anh mà mới học lớp 2. Chúng ta thấy là lớp 2 là cái lúc đấy là mức độ đang học cái bản kiểu chương á, chúng ta có học mà, đúng không? Thì ông thầy giáo nói là bây giờ tôi mới chế ra cái bảng biểu chương này để học các cái pháp tính cho dễ. Thì bây giờ bảng biểu chương ấy nó có tất cả 9 phần gì đấy. Thì bây giờ anh dạy cái bảng biểu chương, tức là ông thầy giáo nói với anh này là dạy lại cái bảng biểu chương. Thì ông thầy giáo này không có cần thiết phải nói là bảng biểu chương 1 lần 1 là 1 vân vân vậy. Ông có cần thiết nói với ông này không? Không cần, mà khi mà chỉ cần nói là anh dạy cho các anh này bảng cửu chương cho tôi, thì là cái anh này cứ tuần tuần anh nói là 1 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 6, 3 lần thì cứ thế mà diễn ra thôi. thì rất là dễ dàng thôi. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng ở đây vi diệu pháp vậy thôi. Vi diệu pháp thì Đức Phật cũng dạy ngắn gọn, tâm sở sắc pháp niết bàn, thì từ từ Ngài Xá Lợi Phất Ngài giảng diễn rộng ra thôi. Yeah. Thì như vậy là chúng ta tạm thời xong cái phần tổng quan về vi diệu pháp. Thì chúng ta biết là vi diệu pháp là cái cuốn Abhidhamma Sagatha, là tổng quan về tất cả 7 cái bộ luận của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển. Và cái vi diệu pháp là cái mà nó
trình bày lại cái phạm vi của nó là nghiên cứu về danh và sắc của con người, hay là tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Và chúng ta biết là cái phạm trù của nó rất là rộng, bao gồm tất cả tâm lý học của thế gian và tâm lý học của con người cũng như sắc pháp của con người. Và rõ ràng là video pháp rất là thiết thực, và đương nhiên là từ từ chúng ta sẽ dựa trên những cái căn cứ mà đã trình bày thì do có thể kết luận rằng là đó là do Đức Phật dạy. Thì đó là tất cả những cái mà chúng ta có cái nhìn tổng quan về video pháp. Buổi sau chúng ta sẽ từ từ đi vào chi tiết hơn. Chúng ta có thắc mắc gì không? Dạ. Dạ luận, nó là tổng. Như vừa nãy đã tổng kết lại, video pháp là cái cuốn tất yếu. Chúng ta đang học cái cuốn này gọi là cái cuốn mà chúng ta đang cầm đến đây, nó gọi là toát yếu vi diệu pháp, tức là nó tổng quan về 7 cái bộ luận. Như lần trước có liệt kê ấy là pháp tu, phân tích, nhân chế định, chất ngữ, song đối, rồi 7 cái bộ luận ở trong cái tiết đầu tiên chúng ta đã học rồi đấy. Có thể coi lại cái tiết đầu tiên, tức là kinh tạng thì có kinh trường bộ, trung bộ, rồi luật tạng thì có đại phẩm, tiểu phẩm, tỳ kheo, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni. Còn luận tạng thì có phân tích, chất ngữ, nhân chế định, vân vân, có 7 bộ. Thì cái bộ toát yếu này á, toát yếu vi diệu pháp này, nó gọi là tổng quan của 7 cái bộ luận đó, tức là tổng quan của cái bộ luận tạng, cái bộ thứ 3 trong Tam Tạng Kinh điển. Yeah. Chúng ta có thắc mắc gì nào? Yeah. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này để tâm tân trả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.